chào các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở bến phà Băng Tra đi Vĩnh Long. Đây là băng qua bên kia là đi qua Vĩnh Long á. Còn bờ bên này là bờ của Bến Tre. À, giờ khách người ta đang chờ phà nè. Nè, biển số này, biển số ở Vĩnh Long không nè, 64 nè. Đó. Giờ đứng đây dòm qua bên kia là Vĩnh Long rồi đó. Giờ mình sẽ dẫn các bạn đi về từ bến phà Băng Tra đi về. Còn chợ là nó nằm mé bên tay phải. Rồi, lên đường. Về thôi. Xe đây biển số Vĩnh Long không? Vĩnh Long. Đây là ở Vĩnh Long, người ta qua đây đi đường này. Đường này đi nó gần, cho nên ta bằng cái đường này ta qua phà cái nó qua. Còn chợ Băng Tra là mé bên đó, ngay chỗ chiếc xe đó chạy ra là quẹo vô chợ Băng Tra. Đường đó là băng vô chợ đó. Giờ mình sẽ chở các bạn đi về. Đây. Còn cái đường này nè. Đây, đường này là nhìn thẳng lên nè. Đó, đây nhìn thẳng lên đó không? Là con đường đó đi lên Chợ Lách. Đó. Đường đó là đi thẳng lên Chợ Lách đó nha. Từ phà Băng Tra chạy lại có cái đường quẹo đó là đường đi lên Chợ Lách. Đó. Còn ở đây. Ở đây thì ở đây là có ủy ban gì là quên tên này. Đây là cái ủy ban. Ủy ban này mình không nhớ. Đây là gì? À, ủy ban Nhẫn Phú Tân. Đó, cái góc bên đó là cái ủy ban Nhẫn Phú Tân nè, cái đường nè. Còn đây là bưu điện. Bưu điện Nhẫn Phú Tân là nằm đây nè. Đó. Còn mà ngay chỗ cái góc đường đó đó. Đó, cái góc đường mà ngã ba đó đó, quẹo đó, ngay chỗ mà chiếc xe Hoa Lâm chạy xuống á là quẹo cái đó là đi đi ra Hưng Thánh Trung Nga. Hưng Thánh Trung Nga là cái chỗ của mình đứng ra ngay cái đầu lộ mà Sa Quần có cái ngã ba mà mình làm dấu á, là đi cái con đường đó đó là sẽ ra Hưng Thánh Trung Nga. Còn bây giờ á là mình sẽ đi con đường này về, không đi cái đường Hưng Thánh Trung Nga, về bằng đường này. Hôm nay tạm y tế là Nhẫn Phú Tân. Đó. Giờ mình sẽ dẫn các bạn đi về đường này thôi. Đây có một cái ngã ba nhỏ nè, nhưng mà mình không đi đường này. Hình như là đằng này nó có một cái con đường, hình như đằng này nó có một cái con đường ngã ba đằng này đi về nè. Chở các bạn đi về đường đằng đây. Rong ruổi khắp mọi nẻo đường. Đó. Chúng các bạn đi là theo chân mình là đi là khắp mọi nẻo đường luôn. Đây. Đi bên đây rồi quẹo qua nè, đi cái đường bên đó nãy là cái đường ngay cái mũi này là bên đó quẹo qua nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái đường này, đi thẳng đường này về chứ không có đi đường bên đó. Đường nãy là chạy vô là mé bên đó đó, cái đường bên đó là đi vô phà Băng Tra nãy. Còn bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi về con đường này được khác nữa. Đường này đẹp quá, đi lộ lớn nè. Trường Tiểu học Nhẫn Phú Tân 1.
sơ sát hết. Ồ, nguyên vườn dừa nè, quá đẹp luôn. Ồ, bưởi đồng xanh tốt mịt luôn ha. Đường đẹp ghê không? Đường dưới này mấy con đường quá đẹp. Đường đi dưới này tuyệt vời không, mặt trời luôn. Chạy bon bon luôn. Hai bên đường này trồng mấy cây sao. Đường này đi về mỏ Cày Nam. Còn cái đường ngoài xóm đằng kia thì đi Hưng Khánh Trung về Chợ Lắc, với một đường đi về Chợ Lắc cũng mé trên, không biết cái gì, quên không biết kêu là gì. Bưởi đây trồng xanh luôn. Dỗ tổ Hùng Vương, trời ơi, nay mà còn dỗ tổ Hùng Vương. Ô, cái đường học đâu làm đây bự dữ à. Tung học phổ thông Vũ Phú Tâm đang làm. Trường tiểu học Vũ Phú Tâm. Nào vào nó chứ nghe nói tên với đọc đồ không chứ đâu có biết, vào đi mới biết. Đường đi quá đẹp. Một con bò, trời ơi, dắt con bò kìa, trời ơi, ghê không, lôi con bò, lôi con bò nó đi. Đây là trồng cỏ nuôi bò đó, thấy bò không? Bầu trời tuyệt vời không, quá đẹp. Trời nắng dày mới đẹp nè. Đó, thấy bầu trời mây không? Mây trắng, trời xanh. Cực kỳ đẹp luôn. Đường tiểu học Tân Bình. Đây là chỉ sơ dừa quá chừng. Đình Bình Thành. Đi về mới biết chứ không đi đâu có biết. Trời quá trời đẹp.
Đây có gì? Nhà thờ Dòng Dầu nha các bạn. Bên tay phải tay trái là nhà thờ Dòng Dầu. Chuối à. Đó, giờ đây là cầu Dòng Dầu. Đây là cầu Dòng Dầu. Nhà thờ Dòng Dầu, cầu Dòng Dầu. Rồi ra đây là gặp cái gì đây? Ra đây là gặp một cái ngã ba. Đó, ngã ba giờ quẹo đâu? Ủa quẹo hả, đi thẳng ta? Đây quẹo hả, đi thẳng? Ý trời ơi, tay ai nó rớt. Quẹo hả, đi thẳng? Trời ơi, mình chạy vòng vòng mình không biết đi đâu luôn. Đi này luôn đi. Không biết đường. Không biết đường mà chạy đảo vòng 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 luôn. Đi thẳng luôn đi. Quá tai thiệt chứ. Lại đó gặp cái đám cưới đang nhạc hát quá trời luôn. Mình không biết đi đâu luôn á. Lại đó gặp cái ngã ba chả biết đi đâu luôn. Chạy cà vòng quá tai thiệt. Chạy thẳng luôn, chạy đại luôn. Hồi nữa nó ra đâu biết. Trời ơi, kinh dị thiệt. Khu dân hóa thể thao Sớm Gò. Ý, trời, con rắn hết hồn. Trời ơi, đang chạy con rắn nó nằm ở dưới đường. Trời ơi, hú hồn thiệt chứ. Đường này không biết nó đi ra đâu luôn. Kinh dị thiệt. Đi đường mà không biết đường đi đâu luôn á. Dữ thiệt. Đó, đường đi mát mẻ láng luôn. Bán bò. Đường chạy mắc rồi luôn. Đường đi vậy nó quá trời sướng. Cầu số 2 nha các bạn. Ồ, độ lớn ghê hòn ha. Đi lộ lớn luôn. Đường lộ lớn mà đi cây xanh che bóng mát luôn. Mát rồi luôn. Chở cho các bạn đi theo chân mình rong ruổi khắp nẻo đường. Cây xanh không, lộ đi cây xanh bóng mát lắm. Ra lộ lớn rồi các bạn ơi, mừng quá. Thấy rồi, vậy là mình đi đúng đường rồi nha. Hên quá, đi đúng đường, đúng đường. Mình đã ra lộ lớn rồi. Cầu này là cầu số 1, cầu cống số 1, cầu cống số 1. Đây mình đã qua cầu. Ở đây mình dòm coi ở đây là ở nào. Đó, mình phải chạy vòng qua bên kia mình dòm lại mới được. Đây đây,
đường này là ngay cái co này là cái gì, mình sẽ quay lại cái đường mà bây giờ mình đi thẳng xuống đây nè, đi thẳng cái đường này xuống đây á, là đi xuống bệnh viện Cù Lao Minh chạy ra cầu Mỏ Cày. Bây giờ mình chỗ mà cầu Mỏ Cày sớm mình đi á, bây giờ mình sẽ không đi cái con đường này đó. Ngay đây là bắt đầu ngay cái cua đúng không đó, bên đây có mấy cái loại dừa. Bây giờ mình sẽ không đi cái con đường này à, mình đi cái con đường này mình đi về đây đó không, giờ mình là đi đường này đi về nè đó. Cái này là ngay chỗ nội thất gì Đăng Khôi, xe đạp điện Lâm đó. Đó là cái ngã ba nãy anh Đổng chạy ra đó. Bây giờ mình sẽ đi con đường này đi về. Đường này á là nó sẽ về vòng keo, đường này là đi về vòng keo rồi đi lên Chợ Lách về Ba Giác. Đường này nay nó làm lại rồi nè, mở rộng thêm nè. Hồi xưa là lộ này nhỏ lắm, mới làm lại á. Xã nông thôn mới Tân Bình, ở đây là Tân Bình đó, cái loại dừa nè. Lộ làm lại lớn quá chừng. Thì trời đẹp, quá trời đẹp. Mát trời ông địa luôn. Đây thì vắng vẻ, chạy thoải mái. Trời xanh mây trắng, có một cục mây đen. Tuyệt vời ông mặt trời. Đó, chỉ cho vừa ta làm thảm á. Mấy cái đó người ta làm thảm, còn không làm mấy cái miếng người ta đóng trần lên che nóng rồi.
sẽ hai bên đường là cây xanh. Hình như về tới dòng xây luôn hả gì cả nhà ơi. Chiếc xe về tới dòng xây luôn hay gì rồi. Ủa chưa tới cây cầu, tưởng đâu mới đó về tới dòng xây rồi lẹ chứ. Tới một cây cầu. Ồ, cây da nè, cây này là cây da chùa Vũ Quang. Chùa Vũ Quang. Cầu này là cầu dòng keo nha các bạn. Đó, cầu đó là cầu dòng keo. Cầu dòng keo này mới làm lại nữa, thêm cây nữa. Này gì đây, gì đây, đây cho các bạn xem chợ dòng keo. Nè. Chợ dòng keo nha các bạn. Đây, này là đi chợ dòng keo ở đây nè. Đó. Chợ dòng keo giờ này trưa rồi cho nên người ta dọn dẹp hết. Đó. Dưới khu chợ nè. Có gì hết. Chợ dòng keo nó nằm ngay cầu dòng keo luôn. Đây là có vật liệu xây dựng. Đó, thấy không? Nó đẹp cực kỳ không? Hôm nay là dừa nè. Dừa phai phơi phới luôn. Cà phê 168 trước vẻ khác. Chưa. Đằng kia có một cái nhà thờ. Đây có một cái nhà thờ nè. Đây ấm khúc ăn. Đó, quá trời đẹp luôn. Mới làm lại. Mới làm lại mở rộng ra. Oh.
về xã nông thôn mới Thành An, đường xã. Rồi giờ mình sẽ dẫn các bạn đi về đường này nha, mình quẹo đường này đi nè. Xã nông thôn mới Thành An nè đó. Giờ chạy ra đây thì đi thẳng ra cái gì, cái dòng xây, rồi đi lên Chợ Lách. Còn này giờ đi đường xã nông thôn mới Thành An đó. Giờ mình đi đường này chơi, đi đường này luôn, đường Thành An, xã nông thôn mới Thành An nha. Đây theo đường này đó, vô mấy đường vườn nè, dừa nè, bảo đâm luôn. Biết nó dẫn đi ra đâu không biết, giờ dẫn các bạn đi luôn. Một chiếc xe hơi, ghê chưa. Thanh Hòa, à vừa thấy lộ nông thôn không, xã nông thôn mới lên lộ nông thôn đi là được, quá trời đã luôn, đường chạy sướng đích luôn. Xin tạm biệt các bạn ở ngay cầu Cát Lở đi. Đó. Đây, bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo nha. Bắt đầu từ cầu Cát Lở mình sẽ dẫn các bạn đi về Bến Tre. Đó, giờ tạm biệt các bạn ở đây. Cầu Cát Lở. Bye bye.